Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Thì tối hôm nay kỷ niệm ngày cưới thì ba mẹ cậu dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn ha. Đi ăn ở cái quán này. Cái quán Seoul Garden gì nè. Ba mẹ cậu kêu cái món đặc biệt luôn. Hình như 400.000 vé rồi đó. Lên nè. À, thấy hấp dẫn không? Cái này mình muốn gọi thêm mình kêu phục vụ nha. Rồi, cảm ơn em. Đây, bà con có thấy không? Có tôm càng xanh nè, vú heo, phô mai nướng nè. Đó. Đứng giữa đường này là sao mình đi? Đó, thấy ghê mà con. Đó, ngã xe luôn. Ok, bà con có thấy cảnh ngã xe luôn không? Đó. Đó, nó ngập thấy ghê luôn luôn á, bà con có thấy không? Sóng á. Rồi, ráng lên con ngựa. Trời ơi, tự nhiên ba mẹ cậu đưa nó đi vô cái con đường này. Đổ lên con. Đổ lên. Trời ơi. Đổ lên con ơi. Ôi ơi coi kìa, xong. Quẹo qua bên đường kia chắc nó đỡ hơn mà. Rồi, đi về chưa? Đường này quẹo vô nó ngập lắm. Đến trên bên quanh kia quẹo vô rồi. Mình đã vô đây rồi, giờ mình phải chịu thôi. Bà con bác sấy xe gắn máy giáp bộ không, nó ngập vô luôn á. Bà đi nhớ cái cảnh này, mày nhớ cái cảnh mà hồi đó ba mẹ đi đường bán hai cái kè ngập không? Đường bán hai thôi. Y chang luôn á, cái xe mà nhiều khi ba mẹ cậu chạy mà giống như cái kiểu mà cái như là bánh nó không chạm luôn bà con. Rồi đi vô Hòa Hưng á, nhớ không, nhớ cái ngày đó không? Rồi đổ lên con ơi. Đây nó ngập, nó không ngập bằng cái con đường bán hai lần đó. Đường đó mà ba có cảm giác mà xe nó bơi lên trên sông luôn á. Chỗ này có ngập luôn ba. Hi, hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. À, rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 29 tháng 6. Thì xin ơi bà con bác, mưa gió tầm tã luôn. Bây giờ ba Michael đang trên đường đi tới siêu thị Aeon Bình Tân. Tối nay là cái ngày lễ. Ngày lễ này là ngày lễ kỷ niệm hơn mười mấy năm ngày cưới của ba Michael á. Ngày này mười mấy năm về trước là ngày ba Michael lấy vợ mà con. Mà buổi chiều cách đây mười mấy năm về trước á, cái ngày đám cưới ba Michael cũng mưa gió tầm tã như thế này nè. Đó, tầm 3-4 giờ chiều là bắt đầu nó mưa. Xin thưa bà con bác, nó mưa cho đến 6 giờ tối luôn á. Lúc đó là đợt đó là bão vô Sài Gòn mà. Đó. Nên hôm nay cái cảnh này nhớ ghê á. Giờ ba Michael sẽ chở mấy mẹ con nó đi lên siêu thị ai Bình Tân kiếm gì đó ăn. Rồi mua cái bánh kem về nhà chụp hình làm kỷ niệm. Tính ăn luôn ở nhà nhưng mà ba Michael thấy cực quá. Còn tối mai cũng tầm giờ này là ba Michael sẽ dẫn bà con của bác đi đi ăn trên tàu. Hôm bữa trước ba Michael tính đặt ngày thứ bảy chủ nhật, nhưng mà ngày thứ bảy chủ nhật thì xin thưa bà con bác, mọi người dành hết trơn rồi, ba Michael đặt không có được, cho nên chỉ còn có ngày thứ sáu. Mà ăn ngày thứ sáu, thứ bảy, thứ nhật thì giá nó cũng bằng như nhau nha bà con. Nói chung là từ thứ hai đến ngày chủ nhật. Ba Michael cũng có hỏi em đó là giá cả buổi đó có khác hay không. Mà xin thưa bà con bác, không có khác gì hết. Ngày ăn ngày nào nó cũng giá bằng như vậy hết. Nhưng mà ngày thứ bảy, chủ nhật thì chắc có lẽ là mình chậm tay quá cho nên người ta đặt hết trơn rồi. Cái câu này là gọi là câu Bình Điền nè bà con.
Đó là con bắt khách kẹt xe ghê không? Cũng hên là ở đây nó có cái camera quay á bà con, quay phạt nguội á, cho nên bà con có bác nhìn mấy cái xe bên tay trái là mấy xe tải á, họ dạt vô bên trong hết, cho nên ba Michael đi cái xe này thì nó không có bị kẹt nha bà con. Đó bà con có thấy không, mấy xe tải xe khách gì là phải dạt vô bên trong hết, chứ không phải lên trên kia là công an lụm liền. Mà trời mưa này thì có lẽ là sẽ bị phạt nguội nữa, cho nên trên cái con đường ngay đoạn này á, ba Michael chạy thì tuy là nó kẹt nhưng mà từ khi mà có cái cắn cái camera phạt nguội đây, cái hành thử ra nó không có kẹt. Chứ bình thường hồi đó lúc mà chưa có camera đó bà con, trời ơi khúc này nó kẹt ghê lắm. Đó, đó xe này xe giờ mà không phải xin vô nè bà con, không xin vô là lên kia là công an nó lụm liền luôn á. Giờ để mình chờ cho xe này nó vô một cái. Đó, xe này nó xin vô cho nên trên kia cái khoảng trống trên kia là nó không có xe nào á, ba mươi cầu có thể quẹo qua bên phải và mới cầu lên, nhưng mà thôi vậy trời đang mưa á bà con, rồi mấy cái xe gắn máy nữa mất công người ta mình ép người ta lên lề nữa, mình cứ thôi kệ để xe này lên đi bà con, bác sẽ thấy nè, ở trên xe này nó vô rồi là trên kia đường nó chống lấp à. Đó, nhưng mà bây giờ trên đây nó cũng đầy nghẹt hết trơn rồi, giờ sao xe này nó vô được. Chạy luôn. Đó, nó xin vô liền nè bà con bác thấy không? Đó, bắt buộc nó phải vô. Tại vì xin thưa bà con cô bác, cái đường này là không có dành cho xe nha. Đó. Chỉ có dành xe con mình chạy nè, ngon lành nè. Rồi ở đây người ta gọi là ngã ba Dương Đình Cúc. Quẹo tay trái này hồi xưa bà con đường này nó có rồi. Hồi xưa mà khi mà tới đây nè bà con, bà con cô bác mà không muốn đi lên cây cầu Bình Điền á thì bà con cô bác quẹo vô cái con đường Dương Đình Cúc này nè để mình đi tới bến phà Chợ Đệm. Sài Gòn bắt đầu vô mùa mưa rồi, là sáng nắng chiều mưa. Mà mưa vậy đi cho nó mát chứ không phải nó nóng dữ lắm. Ở bên đường bên tay phải bà con bác thấy không, thấy xe gắn máy đang chạy không? Mai mày rồi chạy lên tới đây nữa là ta gọi đây là chợ bờ ngựa nào con. Dạo này ông trời ổng mưa tàn là vào cái dịp mà người dân người ta đi làm về không à ha. Ổng mưa vậy đến tầm khoảng 6 giờ cái ông tạnh. Đây là chợ bà ngựa rồi con, ở đây ba mấy cầu thấy nước nó ngập nè, thế là bắt đầu xe gắn máy nó dồn vô cái lồng xe hơi nè bà con. À,
bắt đầu mưa lớn hơn chút rồi nè bà con. À, bà con có thấy không, mưa bắt đầu nặng hạt lại nè, nãy mưa đớt ít nè. Đó, bên tay phải đó là đường Võ Văn Kiệt đó, ngập luôn rồi bà con. Đó, đường Võ Văn Kiệt ngay đây ngập nè. Ta mới còn thấy người xe chạy vô mà nước tung lên như là đi thuyền trên cano vậy đó. Quên, đi thuyền trên sông chứ thuyền mà trên cano sao được. Đây là chỗ người dân người ta đụng mưa. Rồi ngay đây người ta gọi đó là ngã ba An Lạc. Bên tay trái mà mày gọi đây có một cái đường Trần Đại Nghĩa nè bà con. Đường Trần Đại Nghĩa này thì hồi xưa nó là Hương lộ 5. Ngã ba An Lạc này hồi xưa ngập ghê lắm nha bà con, ngay đoạn này nè nó ngập dữ lắm. Cảnh sát giao thông mà đứng ra phân luồng là đứng tới đầu gối luôn á. Nhưng mà sau mấy lần bắt đầu cái con đường này nó được nâng cấp lên nè, bây giờ bà con có thấy bây giờ nó hết ngập rồi nè. Chứ hồi đó là ngay khúc này ngập ghê lắm nha bà con. Mà đó không phải ba mẹ cô nó hồi đó đâu, cách đây cỡ khoảng 2 năm thôi. Lúc mà ba mẹ cô đã làm YouTube luôn á, ba mẹ cô quay phim cái cảnh ở đây nè, trời ơi tao nói cảnh sát giao thông đứng mà nó ngập lên tới đầu gối luôn á, ngay tại đây nè. Tới đây mưa nó bớt nè. Dạo này nó mưa nó mây thì sao ha. Ở đây là cầu An Lạc. Con đường này ba mấy cầu đang đi là con đường Kinh Dương Vương. Hồi xưa con đường này trước năm 75 nó mang tên là đường quốc lộ số 4 đó bà con. Hai bên toàn là đồng ruộng thôi. Vùng này hồi xưa người ta gọi là huyện Bình Chánh. Sau này mới sáp nhập rồi đến như là đến năm 2003 đó, ba mẹ còn nhớ vậy, 2002, 2003, 2004 gì đó bà con. Thì cái vùng này bắt đầu mới sáp nhập về làm quận Bình Tân. Và cũng chính từ năm 2003 đó là cái vùng đất này, đây là không còn đất ruộng nha bà con. Trời ơi bên kia kìa bà con có bác xem kìa đó, trời ơi đường nó thành sông rồi kìa đó bà con, bác thấy chưa, ngay bên đây nè đó, bên tay trái đó kẹt cứng luôn bà con, bác thấy xe hơi không, chạy trên nước luôn kìa. Ô bên đó là nó ngập ghê quá,
Ồ, cái bên đó mới là ngập thứ dữ luôn mà con. Mà con thấy không, nó đùng lại kìa. Nhưng mà hên quá, bên mình bên đây thì nó không có bị ngập. Đó, trời ơi bà con bác xem ha, bên tay trái 30 cò đó bà con. Trời ơi, xe hơi phải chạy vô. Cái những xe gắn máy mà chạy vô làng xe hơi luôn á bà con, bác thấy tưởng tượng ghê chưa. Đó. Còn như vậy là cái đường xe gắn máy trong kia là xe hơi, xe gắn máy mà chạy vô là chết máy liền đó. Đó, xe máy phải chạy thẳng vô cái đường xe hơi luôn, ghê thiệt. Đấy. Khiếp đảm. Bắt đầu tới đây là xe hơi bắt đầu nhích nhích rồi bà con. Ồ, bên kia nó ngập ghê quá. Đó, bắt đầu bà con bắt đầu xe gắn máy rồi xe hơi bắt đầu đâm chọt sẵn loạn sàn ngầu hết. Có những chiếc xe hơi bắt đầu đợi lâu không được bà con, bắt thấy họ chen không? Đó, bắt đầu tới đây là văn hóa giao thông chen nè bà con. Xong phim luôn. Đó, tới đây bắt đầu là văn hóa giao thông chen. Bên tay trái mà mày còn ngập ghê quá. À, cho nên mấy xe gắn máy là chạy vô làn xe hơi hết rồi, bất chấp luật lệ giao thông luôn nha bà con. À, leo lên như ông vỡ tổ rồi đó. Giờ là coi như là xe gắn máy là cứ có đường là chạy thôi, né nước. Đó, trời ơi nhìn ghê bà con, quá thấy chưa? Đó, chạy vô làn xe hơi không, kinh khủng. Ngập ghê thiệt ta. Ừ, có chút xíu thôi mà ngập ghê không. Bên tay phải 30 còi lại không ngập nha bà con. Trời, chứ mà bên trong mà nó ngập là chắc cái đường này là chắc xe hơi nó xe gắn máy tràn vô đây luôn quá. Chứ bên tay trái 30 còi là coi như là xe hơi, xe gắn máy, xe hơi chạy chung với nhau rồi đó. Biết bà con của bác có thấy được cái cảnh mà bên tay trái không ha, xe hơi xe gắn máy chạy á, nước nó ngập vô đàn làng xe hơi luôn á chứ không phải đâu. Bà con của bác biết cái đường á là ở Việt Nam là xây là cái nghĩa là tim đường ngay ở giữa này là cao nhất nè, rồi sau đó nó sẽ đổ lại vô bên trong này đường, mà ở đường xe hơi còn ngập như thế này thì huống hồ về phía bên trong nha bà con, nó còn ngập còn ghê hơn nữa. Ba mày còn muốn rẽ qua bên tay trái ghê á để quay cho bà con cô bác cảnh ngập, nhưng mà ba mày còn cũng sợ nữa. Bà con cô bác biết ba mày còn sợ gì phải không? Xe gắn máy á thì xin thưa bà con cô bác á, thì ba mày còn hư ba mày còn sửa được, chứ còn có xe hơi mà ngập là phiền lắm á nha bà con, ngán lắm á chứ không giỡn đâu. Xe hơi mà ngập nước cái là về là nó ngán lắm.
rồi bên tay phải ba mấy cô cũng kẹt xe quá trời nè. Trời bây giờ không có còn mưa lớn nữa, nhưng mà râm râm nước ngập thì vẫn chưa rút hết. Mà ngầm ngay bây giờ là 5 giờ chiều nữa đó, người dân người ta đi làm về nữa. Ông trời này ông cũng biết chọn cái cách mưa ghê á. Trời ơi, ba mày còn thấy giặt độ rồi. Chiếc xe Novo kia mà nó ngập lên ba bánh luôn á. Ghê quá. Đó, giặt độ rồi kìa. Đó. Ba mày còn đang suy nghĩ có nên mạo hiểm đi vô bên trong không? Quay cho bà con cô bác xem. Coi tình hình coi. Ồ, tới đây ngập rồi nè. Đó, bên tay phải ba mày cò là bà con có thấy nước nó ngập lên lề đường rồi đây. Ngắm tình hình mới được. Nước nó ngập lên tới bánh hả? Ba mày còn mà đi xe mà xe 7 chỗ là ba mày còn chơi láng luôn á. Tại vì cái gầm nó cao bà con. Ở này ba mày còn đi gầm, xe của ba mày còn gầm nó thấp quá. Thấp quá cũng sợ. Chơi luôn không ta? À, ở đây bắt đầu ngập rồi nè. Đó, bà con cô bác xem đi. Đó, đường tới đây là bắt đầu ngập rồi đây. Xe ba mày còn vô chỗ ngập nước rồi đây, nó bập bền rồi đây. Trời ơi, bên tay phải ba mày còn kìa, xe gắn máy, trong kia là cứ như là đen ngẹt luôn, như cá mồi vậy luôn á. Có nên mạo hiểm chơi không ta? Bên tay phải ba mấy cô là tiệm bánh mì ABC ấy bà con. À, kẹt cứng rồi, đường phố bên đây bên tay phải ba mấy cô kẹt rồi. À, giờ bắt đầu cái ba mấy cô vô siêu thị Ai Âm Nhật Bản rồi. À, mình chơi đó đến khi nào nước rút hết thì mình về nha bà con. À, may mưa một cái quá ế luôn. Bác xem kìa, đã kẹt xe mà còn đi chen nữa. Mình muốn vô cho vô đó. Trời ơi, coi kìa bà con bác ơi. Đó, trời, xe buýt này nó vô một cái rồi, bà con bác nhìn bên kia kìa. Ôi, nó bập bền sông nước luôn kìa. Cái bánh xe kia nó lên tới nửa bánh luôn. Ôi, đó. Trời ơi, bà con. Coi kìa, coi kìa. Rồi rồi đó đó, nước nó ngập lên đó, nó nửa bánh xe luôn bà con, hàng chi. Trời ơi, cái xe hơi là nó phải tấp vô đây hết. Ôi ôi, ngập ghê hồn luôn, thành sông luôn bà con. Ôi, con đường ngay đây nó thành sông luôn á chứ. Ôi, bập bền sóng nước luôn. Wow. Thôi vậy là ba mày còn phải cân nhắc rồi.
quẹo qua là cả vấn đề nữa nha, chứ không giỡn đâu à. Trời ơi, con đường bên tay phải 30 cầu thành sông luôn mà con. Đường Kinh Dương Vương. May mà nâng đường mấy lần rồi đó. Ghê quá, ghê quá. Rồi. Tới đây là chắc đã đỡ rồi. Mà không biết siêu thị Nhật nó còn ngập nước hay không nha. Chứ siêu thị Nhật là xin thưa bà con cô bác, trời ở cái lần trước nó ngập hay ghê lắm. Giờ 30 cầu đang quẹo vào đây là đường tên lửa. Đó, tới đây nó có, nó sẽ ngập kiểu khác bà con. Đó. Bà con cô bác coi nè. Tới đây thì mình sẽ ngập kiểu khác. Rồi kẹt cứng luôn. Vậy là phước khúc, bà con cô bác thấy không, nó đang kẹt cứng nè. Như vậy là khúc ở trên là nó đang ngập lớn lắm á bà con, ngập lớn lắm, cho nên mà các xe nó mới dừng lại như thế này nè. Chứ con đường tên lửa này là không bao giờ ngập, ơi không bao giờ kẹt xe nha bà con. Mà bà con cô bác thấy không, một chiếc xe gắn máy dắt bộ rồi này, chết rồi, đi xe hơi mà đường ngập cũng ớn lắm nha bà con. Đó. Đó mà con nhìn bên tay trái bà mấy cầu kìa. Trời ơi, người ta dắt bộ luôn, dắt Novo dắt bộ kìa. Kinh khủng. Con đường tên lửa này là không bao giờ ngập nha bà con. Ơ quên, không bao giờ kẹt xe nha, mà hôm nay là ba mấy cậu thấy là xe kẹt rồi nè. Mà thật ra kẹt là không phải là lưu lượng nó đông nha bà con, mà do là do đường nó ngập á, cho nên họ dồn vô hết một bên. Chưa kể là nhiều khi trên đó có một chiếc xe hơi đang bị tắt máy không chừng nữa. À. Thôi thì mình cứ từ từ. Bà mày còn thấy có nhiều người đi xe gắn máy, người ta dắt bộ rồi bà con. Mà gặp ba mày còn chắc kiểu này, ba mày còn cũng tắt máy dắt bộ luôn. Đi qua cái vùng ngập rồi tính. Không, thường mà người ta tắt máy, người ta dẫn bộ là tức có nghĩa là nó đã bị ngập rồi, nó mới dắt bộ bà con. Chứ bình thường mà xe mà đang chạy được thì không ai mà đang máy đang nổ ngon lành chứ tự nhiên đi khùng đi dắt bộ. Phải mà con. Tại vì cái tâm lý của ba mẹ con cũng vậy á, xe mình đang nổ máy thì nó chạy qua được thì nó cứ chạy qua đi. Khi nào mà nó tắt máy thì mình mới dắt bộ thôi. Đó, ba mẹ con thấy người ta dắt bộ quá trời kìa. Đó, dắt bộ nè, đủ loại xe luôn. Đó, tắm mưa dắt bộ. Kinh hồn. Nãy giờ chưa thấy ngập mà sao người ta dắt bộ dữ ha.
bên tay trái ba mày còn cũng không thấy ngập luôn mà tại sao dắt bộ nè. À, chiếc xe này cũng dắt bộ luôn nè. Xe rồi. Bây giờ mà mình mà muốn đi nhanh á, mà con có bác biết đi đường nào phải không? Ba mày cậu chạy vô cái lên bên trong nè. Chạy lên bên trong thì chắc có lẽ nhanh. Tại vì biết sao, nó ngập nước á, không có ai dành với mình hết. Còn mình đang đi cái lên ở giữa nè, ngay cái tim đường đó mà con. Cho nên không có sao hết. Chạy xe mà cái kiểu này thấy nó buồn ngủ dễ sợ ha. Cái nhích. Đó, một người giác bộ nè bà con. Hình như đang tới cái tâm điểm nó kẹt, nó tâm điểm nó ngập rồi hay sao nè. Thấy hồi hộp quá. Đó, ở đây bắt đầu ba mươi còn thấy càng lúc là bắt đầu người ta càng đi chắc bộ nè. Ồ, cái tỷ lệ dắt bộ càng ngày càng nhiều nè. Đó, vậy là xin thưa bà con bắt đến vô cái tâm điểm ngập rồi đây. Đó, trời ơi, dắt bộ hàng đàn luôn. Đó, ghê chưa, quá trời luôn. Đó, rồi, đúng rồi, hèn chi tại sao cái khúc này nó đông rồi, đúng rồi bà con, tới đây bắt đầu nó ngập rồi nè. Đó. Trời ơi, dắt bộ quá trời luôn kìa. Ghê không? Rồi, con đường thành xong luôn. Wow. Con đường đã thành xong và người dắt bộ quá trời luôn. Bây giờ ba Michael cũng đang hồi hộp quá, không biết chiếc xe ba Michael qua được cái chỗ ngập này hay không nữa nè. Ở ngăn quá bà con ơi. Trời ơi, hình như đụng xe luôn nè bà con. Rồi, đụng xe rồi. Đường xá ngập quá cho nên đụng xe. Ba mày gồ nhích lên tới đây rồi bắt đầu mới thấy cảnh đụng xe rồi. Trời ơi, gì mà phủ bạc luôn rồi trời. Ghê quá vậy. Xe hơi này phủ bạc luôn mà con. Bị gì mà tự nhiên phủ chùm mền phủ bạc luôn mà. Ghê quá vậy. Khó hiểu. Ba mày còn không thấy ngập gì hết cái khúc này mà sao xe đó lại chùm mền phủ bạc. Không biết có chuyện gì không á. Rồi, bắt đầu mình vô tâm điểm kẹt đây. Và vô tình ba mày còn vô cái lane ở giữa luôn rồi. Chơi luôn. Cố gắng lên nha con ngựa bất kham này. À, cùng với ba Michael đi quay phim cho bà con cô bác xem. Ba Michael mới nói cái nghề YouTube là vậy bà con. À, cái con đường mà đau khổ nhất là cái con đường là mình phải đi vào. Chứ bình thường mà một người bình thường ta gặp mấy cảnh này ta quay đầu chứ mình có nhiều con đường để mình lựa chọn mà đúng không bà con. À,
nhưng mà đi quay phim thì làm YouTube là bắt buộc là nó phải đi vào những cái con đường thương đau như thế này đây. Đó, bà con bác nhìn là tới đây tới tâm điểm kẹt ngập rồi nè. Đó, bên tay phải đó bà con bác, nó sống bền bồng y chang như là tôi chết chà. Trời ơi, xe nó chạy qua xe ba mươi cổ giống như là đang trên sông vậy đó. Đó, bên tay phải bà con đó, nhìn trong những cái căn nhà bà con thấy sóng nó bập bền vô không? Đó, và ba mươi cầu giờ đang chạy xe nó cũng đang bập bền sóng nước đây. Đó, bà con các nghe tiếng sóng không? Tiếng sóng nó dỗ vô xe của ba mươi cầu bập bền nữa. Trời ơi, ôi trời đất ơi, mình phải gọi là cái gì ta, sóng vỗ mạn thuyền. Một chiếc xe lớn vô nó sống nó vỗ bập bền luôn mà con. Ghê thiệt. Đó, chiếc xe đỏ này chịu không nổi là xi nhan vô nè bà con. Đó, chịu không nổi là xi nhan vô đó, tại vì sống nó vỗ quá. Xe có ba mươi cầu cũng đang sống vỗ bập bền luôn nè. Đó, mà thôi, ba mươi cầu chạy đây luôn. Đó, để quay cho bà con có bác xem. Con đường người ta không ai đi thì mình đi. Thì mình đi thênh thang mình chạy. Đó. Đó. Thật ra xin thưa bà con bác, tại vì xe ba mươi cầu có mua bảo hiểm á cho nên ba mươi cầu mới bản lãnh vậy đó. Trời ơi, nó bập bền trên sông luôn nè, đi ghê quá. Đó, bà con bác nghe tiếng nước nó bập bền vô. Đó. Mày luôn cố gắng lên con ngựa bất kham, mình đi quay phim cho phục vụ cho bà con cô bác xem mà, cố gắng lên nha. À, trời ơi, cái bánh nó lên nửa bánh luôn rồi bà con, cái xe phía trước đó, cái xe hơi á, nó lên nửa bánh luôn. Xe ba mươi cầu là ba mươi cầu cảm giác là sóng nó đang bập bền vậy đó, ghê quá. Rồi bên tay phải, bên tay trái kìa, lề đường người ta kìa. Đó, bà con có bác xem. Đó, trời ơi, sóng mà nó vỗ bập bền. Ghê quá. Đó, rồi tới đây nó kẹt cứng rồi nè. Rồi mình theo đuôi xe này luôn. Trời, trong đây nó cũng kẹt luôn. Ghê quá. Phía trước là con đường qua luôn. Chạy đi, chạy bà đi. Trời ơi, chết rồi. Nó bập bền quá bà con. Chết rồi. Ghê quá vậy. Ôi chà, nước ghê quá, ngập ghê quá. Ôi chà, chết rồi. Đó, ngập sâu ghê mà con. Ô, chết rồi. Ô, chỗ này ngập sâu quá. Chết rồi. Cố lên con ơi, cố lên, chỗ này tâm điểm ngập sâu quá. Chết rồi, ba mươi cầu lọt vô tâm điểm rồi bà con, nó ngập sâu quá. Chắc ba mươi cầu phải quay đầu.
Ôi, dắt xe kìa. Đó, bà con có thấy cảnh chưa? Đó. À, mà mình còn phải quay đầu vô thôi. Càng đi vô sâu nó càng ngập ghê quá. Ghê quá bà con. Không được, không được, quay đầu ra. Ghê quá. Cố lên con ơi. Cố lên, chiếc xe ơi. Con ngựa của ba Michael. Cố lên. Oh. Ghê quá, ghê quá. Quay đầu ra nha bà con. Đi vô siêu thị đi. Ghê quá, ngập ghê quá. Xe máy dắt bộ luôn rồi. Đó, ghê hồn không bà con. Đó, xe máy dắt bộ này. Trời ơi, giờ nó dắt bộ mà đứng giữa đường này là sao mình đi. Đó, thấy ghê không bà con. Đó, ngã xe luôn. Ok, bà con có thấy cảnh ngã xe luôn không? Đó. Đó, nó ngập thấy ghê luôn luôn á, bà con có thấy không? Sống á. Rồi ráng lên con ngựa. Trời ơi, tự nhiên ba Michael đưa nó đi vô cái con đường này. Cố lên con. Cố lên. Trời ơi. Cố lên con ơi. Ôi ơi coi kìa, xong. Mẹ qua bên đường kia chắc nó đỡ hơn mà. Rồi, đi ghê chưa. Đường này ngoài đường vô nó ngập lắm. Đến trên bên quanh kia quẹo vô lại. Mình đã vô đây rồi, giờ mình phải chịu thôi. Đó, bà con bác thấy xe gắn máy dắt bộ không, nó ngập vô luôn á. Bà đi nhớ cái cảnh này, mày nhớ cái cảnh mà đó ba mẹ đi đường bán hai cái kè ngập không? Đường bán hai thôi. Y chang luôn á, cái xe mà nhiều khi ba mẹ cậu chạy mà giống như cái kiểu mà cái như là bánh nó không chạm luôn bà con. Rồi đi vô bà Hưng đó, nhớ không, nhớ cái ngày đó không? Rồi cố lên con ơi. Đây nó ngập, nó không ngập bằng cái con đường bán hai lần đó. Đường đó mà ba có cảm giác mà xe nó bơi lên trên sông luôn á. Cái này có ngập ba lúc đi vô. Bà lẹ đi em ơi. Ôi, giờ mình lên sân thượng nha bà con. Rồi, ghê quá. Ôi, chiếc xe giỏi quá. Cố gắng lên. Cả xe máy à? Ờ, xe máy chìm trong biển nước luôn kìa bà con, có thấy chưa? Đúng rồi. Đó. Xe đã nhắm đây chắc luôn. Cố lên con. Qua một phân đoạn này nữa thôi là mình lên lầu sân thượng là mình hết ngập rồi. Rồi rồi, qua nó ngập rồi. Nếu mình phải đi xuống là mình ngập rồi ba ơi. Lát nữa mình chờ nó hết ngập mình về. Tới 3 giờ sáng chưa hết nhập nữa. Ôi trời, trơn quá, trơn quá. Đợi tới 100 năm sau. Cô xe hơi giỏi quá. Xe hơi của ba Michael giỏi quá. Cảm ơn con ngựa Bất Kham đã cùng với ba Michael đi quay phim cho bà con có bác xem. Đi vô những cái tâm điểm ngập. Xe hơi này nó đậu ngang hàng luôn, ghê không? Hi, hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Thì tối nay
kỷ niệm ngày cưới thì ba mẹ còn dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn ha, đi ăn ở cái quán này, cái quán Seoul Garden gì nè. Ba mẹ cậu kêu cái món đặc biệt luôn, hình như 400.000 vé rồi đó. À, thì ba mẹ cậu ăn cái premium seafood này luôn, bao gồm hết tất cả những món trong đây. Thì để giờ ba mẹ cậu sẽ đi có hàu rồi có bạch tuộc, sao có? Có hàu vô mai mà có ốc, ốc bún cây luôn á. Ừ, được. Giờ banh bụng ra mà ăn nha. Đó, một cây cây nè, đó, lên nè. À, thấy gì, thấy hấp dẫn không? Rồi, cảm ơn em. Đây, bà con có thấy không? Có tôm càng xanh nè, vú heo, phô mai nướng nè. Đó, mình có thể, thì tất cả mình có thể mình gọi thêm cũng được nha bà con. Đây, à, hấp dẫn không bà con? Quá đã, quá đã. Đây, hào nướng phô mai, mình có thể mình kêu thêm nha bà con. Rồi, giờ để ba mày rồi dẫn bà con, bác đi dạo ra dòng coi cái quầy like có gì ha. Phần này là ba mẹ cậu thấy để dùng để ăn lẩu nè, kim chi tam sắc, rau cải thảo, mì dối, mì trứng, trứng gà. À, đây là kim chi. À, rồi đồ cái chân gà chân tắc xả nè. Rồi, ok, đây là những cái thịt. Cái này chắc để ăn với đồ lẩu thôi. À, rồi có tôm viên, ngò viên, cá ba sa, cá cảo, xúc xích, cá ba chỉ heo tươi nè. À, đó, rồi tôm. À, mình ăn tôm càng kia nó bự hơn. Còn này là con gì không biết nè. À, mực. À, thì nếu mà mình đã ăn cái premium thì mình không cần lấy đây cũng được bà con. Đây có mực bạch tuộc nè, gà. À, có mấy cái đồ nướng, có dồi sụn non nữa nè. Ồ, cũng hấp dẫn ha. À, mày cậu thấy ở đây ngon á bà con. Ồ, ba chỉ bò tiêu đen. Ờ, đúng rồi. Này thịt heo, đủ thứ luôn nha bà con, nhiều lắm nha. À, đây là nước chấm nè, ở ngoài ra có cơm nữa nè. Cơm. Sao con? Ô gà có nước nữa nè, nước ép, nước ổi nè, trà sữa nè. À, nước này uống miễn phí luôn nè. Ngon quá ba. Ngon phải không? Chỗ này được phải không? Rồi, đây chè, trời ơi, có chè đậu nữa nè. Chè đậu xanh rồi chè đậu gì tùm lum nè. Ồ, quá đã không? À. Rồi. Ở đây là toàn cảnh nè ba. À. Bà con cô bác thích ăn hào thì nướng gì đó vô đây. À, Seoul Garden nha, cái món ba mẹ cậu chọn là Seoul Garden. Đây cái premium nè, ba mẹ cậu nâng cấp lên nè, lấy cái premium này, có lõi cổ bò nè, hào nè, à, dẻ sườn bò nè, sườn bò la nè, à, cá hồi bạch tuộc, 7 món. Rồi giờ mời bà con cô bác cùng vô ăn với ba mẹ cậu nha. Xin thưa bà con cô bác, bây giờ nó vẫn còn ngập nè bà con. 3 tiếng. 3 tiếng mà nó cũng ngập. 3 tiếng rồi đó bà con, giờ 9 giờ tối rồi đó. Mà bà con có bác thấy còn ngập cái ghê không? Bây giờ nó nước còn chưa rút nữa mà. Bà con có bác thấy ghê không? 3 tiếng rồi đó bà con. Mưa từ lúc mà 4 giờ rưỡi ha. Mà tới bây giờ nước nó vẫn còn ngập là bà con có bác thấy ghê không? Mưa từ lúc 3 mấy gần 4 giờ. À. Trời ơi, cầu trời nó đừng có ngập nha. Còn sông. Cái khu này ba mẹ cậu đang đi là
À, bà con có biết không, hồi xưa ở đây là trận địa trái tên lửa ở đây nè bà con, của tiểu đoàn 276, tiểu đoàn tên lửa 276 trực thuộc sư đoàn phòng không 367 bà con, phòng không không quân. Ba mấy cậu phải né trong mấy cái con đường này mà không biết lúc này đây đây nè, không biết nó có ngập hay không đây. Đại đi. Ôi ôi nó ngập kìa bà con. Nó hết rồi. Đi ghê chưa? 3 tiếng rồi. Chạy từ từ qua nha bà con. Ghê quá, nước nó ngập vào bồng bềnh luôn á. Khủng khiếp thiệt. Ta phải dằn luôn nè, nó sạt lở đất luôn nè. Ba mấy cậu phải chạy sát trên lề luôn nè bà con, thấy ghê không? Đó. Cái khùng ngay đây nó ngập sâu quá, chết rồi. Trời ơi, còn đi ngược chiều đâu mai. Trời ơi, đây cũng ngập cái ghê hồn đó nè. Khiếp thiệt. Cơn mưa này là cơn mưa khủng khiếp luôn nha bà con. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.